Xin chào tất cả các bạn, mình là Vườn Lan Trường Sơn, trú tại tổ 7 phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Đơn hàng ngày hôm nay giới thiệu với các bạn gồm có những mặt hàng hoàng thảo vôi Bắc, hàng rừng của Lai Châu. Đấy, như các bạn đã nhìn thấy cây rất là mập mạp các bạn nhé. Đây, cây rất là khỏe, đang chờ hoa các bạn ạ. Giá như mà anh em nào mà lấy được cách đây khoảng 1 tháng rưỡi thì bây giờ có lẽ là cũng đã được ngắm hoa hoặc là đang nụ chờ Tết rồi các bạn ạ. Nhưng rất tiếc là trên mình khí hậu nó rất là lạnh nên là hoa không kịp ra được Tết. Đấy, anh em nào lấy tầm này thì cũng mạn phép là cũng khẳng định với các bạn là thôi thì ra riêng ngắm hoa các bạn nhé. Đấy. Chỉ cái thời điểm này hàng năm thì mình mới khai thác hàng rừng thôi. Chứ còn nếu như mà sau Tết thì mình cũng không khai thác nữa. Vì nói thật với các bạn, khi mà cây hoàng thảo nó đã mọc mầm rồi thì khi vận chuyển đi cho các bạn, cây rất là yếu nên là không được khỏe như khi chúng ta khai thác vào cái thời điểm cây nó nghỉ như thế này. Và thời điểm này các bạn mua thì rất được dôi cây. Và giá của hoàng thảo vôi Bắc ngày hôm nay là 700.000 đồng cho 3 kg. Mình giao đơn hàng từ 3 kg các bạn nhé. Đấy. Và anh em nào mua với số lượng là 50 cân thì giá là 190.000 đồng 1 kg. Long tu đá, hàng của Sìn Hồ, khu vực Sìn Hồ Lai Châu. Nói thật với các bạn là khu vực này năm ngoái mình cũng đã khai thác rồi. Rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Hoa rất là đỏ sậm, à tím sậm, xin lỗi là đỏ thì không đúng, là tím sậm, rất là tuyệt. Đấy. Giá của long tu đá hôm nay mình cũng giảm giá sốc cho các bạn yêu lan trên mọi miền đất nước. Đó là mình giảm bán với đơn hàng 3 kg một. Giao đơn hàng, một đơn hàng là từ 3 kg. Giá chỉ có 400.000 đồng cho 3 kg long tu đá như thế này. Và hoàng thảo chuỗi ngọc, hàng rừng của Điện Biên, mình giao một đơn hàng là 3 kg là 400.000 đồng. Cũng nói thật với các bạn là khi vào cái thời điểm này hàng năm thì mình vẫn mua hàng của người dân khi mà về đến đây. Nhưng nói thật với là khi mà về đến đây rồi thì mình cũng nói với người ta là bây giờ hàng giáp Tết rồi, anh em nhà vườn thì không ai nhập nữa đâu, toàn làm hàng Tết thôi. Nhưng riêng đối với mình thì nói thật với các bạn, hàng Tết thì thường thường là rất nhiều mặt hàng công nghiệp. Và mình thì lại đặc biệt là rất là ghét hàng công nghiệp. Cho nên là mình cứ nhập hàng của rừng thôi, chứ không nhập hàng công nghiệp về để bán Tết. Mình không quan trọng với việc bán Tết mà mình cứ để làm sao là gì. Có một cái cây hoa lan rừng ở trong khu vực này, trong khu vườn của mình thì nó đã rất là đặc sắc, rất là đặc trưng. Bởi vì nói thật với các bạn như thế này thôi, tuy vậy, tuy rằng là một cái dòng cây vôi như thế này thôi, nhưng màu sắc hoa, kết cấu hoa rồi cách mọc hoa cũng khác nhau, nên mình rất là thích cái điều đấy. Còn hoa công nghiệp thì không thể được như thế. Thế nên là mình cứ nhập hàng vào cuối năm thì nói thật tầm này thì mình nhập cũng giá khá là rẻ. Cho nên là chia sẻ cho các bạn vào cái thời điểm này rất là hợp lý, giá rất là phải chăng. Thực sự là có thể nói là giá là quá sốc. 3 cân vôi thời điểm nếu mà cách đây 2 tháng hoặc hơn 1 tháng giá là 350.000 đồng 1 kg. Nhưng đến thời điểm này nói thật với các bạn là chỉ có 700.000 đồng cho 3 kg. Thì có hơn 200.000 đồng cộng thêm tiền phí ship. Thì phải nói với các bạn là quá tuyệt vời để mà có được một giỏ hoa trong gia đình để chia sẻ cho mọi người, chia sẻ cho anh em trên mọi miền đất nước. Và long tu đá cũng vậy các bạn nhé. Cái thời điểm mình bán cũng giá rất là cao, đó là 250.000. Thì lúc đấy mình mua giá cao thì bắt buộc mình cũng phải để giá cao cho các bạn thôi, nên các bạn cũng thông cảm. Và đến thời điểm này thì mình mua được rẻ hơn thì mình cũng để cho các bạn rẻ hơn. Đấy, kể cả chuỗi ngọc cũng vậy, nên các bạn cũng biết rồi cái giá thị trường nó như nào. Nên là đối với mình thì mình muốn chia sẻ cho mọi người tất cả mọi thứ. Cái gì gọi là cái đẹp của hàng rừng Lai Châu là như vậy. Và anh em nào có nhu cầu sưu tầm hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình là 0987829002. Anh em mới chơi lan, mới mua lan của mình lần đầu thì phiền các bạn hãy chuyển khoản cho mình hoặc nạp thẻ trước cho mình ít nhất là 50.000 đồng vào số điện thoại của mình. Thì mình sẽ giao hàng cho các bạn. Vì tâm sự thật với các bạn là có rất nhiều anh em mặc dù cũng đặt hàng nhưng mà có lẽ là cũng đặt để cho nó vui hay là để trêu chọc người khác thôi, hay là không biết là hiểu vì lý do gì đấy mà các bạn ấy cũng có đặt hàng sau đó là mình gọi thì lại không lấy.
đấy là thực sự rất là buồn, rất là phiền phức. Mặc dù cái giá trị của cây lan thì mình gửi cho các bạn ấy không đáng là bao nhiêu cả, nó cũng chỉ là khoảng 300.000, 500.000, mà đắt nhất cũng chỉ 1 triệu. Đấy nên là mình cũng không hiểu lý do gì mà các bạn ấy lại không lấy. Mà cái giá đơn hàng thì giá cả của mình thì như thế này thì quá là tuyệt vời rồi. Còn gì hơn nữa để mà anh em trên mọi miền đất nước biết được những cái loài hoa lan rừng của Lai Châu quá đẹp như thế này. Vâng, rất cảm ơn các bạn, cảm ơn anh em rất là nhiều vì thời gian qua đã thường xuyên theo dõi clip của mình. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, thành công trong mọi công việc. Xin chào và hẹn gặp lại.